Dạ con xin chào cô chú. Dạ hôm nay trở lại kênh trên Combosai Cần Thơ thì con xin phép giao lưu là cái này là cúc thọ hương ba mùa liền thân liền cốc thiền cành nhạ, cốc nhớt. Dạ số điện thoại của con là 0968151439 và cũng là số Zalo của con luôn. Đầu tiên là mã số 1 đêm cặp cúc thọ hương. Chiều cao là 85. Chiều cao là 77. Tán ngang là 62. Tán ngang là 81. Hình góc không? Góc này 78. Sáu bên này chiếc 7. Đừng tốt một nhiều cái cát để đủ lạ lên cho bự quá chạy nụ luôn. Dạ mã số 1 đây là con xin phép Zalo là 1.200.000 con bao phí vận chuyển toàn quốc ạ. Dạ, xin phép rỡ cây luôn. Cặp mã số 2D. Chiều cao là 85. Chiều cao là 82. Tán ngang là 56. Tán ngang là 76. Cái này mình mua về để ba được luôn nha cô chú anh chị em. Thấy đẹp không? Con giống rộng. Mà nếu mua giống được luôn, cái Tết cũng đầy đủ luôn. Dạ, 1.200.000 con ba phí vận chuyển cho mã số 2D luôn ạ. Mã số 3D. Chiều cao là 74. Chiều cao này là 72. Tán ngang là 60. Tán ngang bên này là 75. Số 3D. Và mã số 3D là 1.100.000 con ba phí vận chuyển toàn quốc ạ. Rồi con xin phép rải cây. Mã số 4D. Chiều cao là 81. Chiều cao là 114. Tán ngang là 41. Tán ngang bên này là 61. Dạ, mã số 4D này 1.100.000 con ba phí vận chuyển toàn quốc ạ. Rất nụm, chơi Tết được rồi mình về mình lấy giống được luôn. Dạ rồi, con xin phép đổi cặp ạ. Mã
số 5D. Cao quá. Chiều cao là 91. Chiều cao là 79. Tán ngang là 73. Đang sao? Tại tán ngang là 47. Hình góc cái này là từ 78. Ông vậy. Số 5. Nhà 5D là 1,2 triệu công ba phí vận chuyển toàn quốc cho cô chú mình luôn ạ. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Mã số 6D. Chiều cao là 82. Chiều cao là 84. Tán ngang là 75. Tán ngang này là 62. Nguyên thú luôn nó thành thú được. Liền. Mã số 6D. Dạ, con xin phép giao lưu là 1,2 triệu công ba phí vận chuyển toàn quốc cho mã số 6D này luôn ạ. Dạ, đổi cặp. Bảy D. Chiều cao là 102. Chiều cao là 97. Tán ngang là 65. Tán ngang bên này là 57. Cái này hoành góc là từ 78 ạ. Cặp nào cũng vậy. Số 7. Dạ 7D là 1,1 triệu công ba phí vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Phép đổi cây. 8D. Chiều cao là 96. Chiều cao là 87. Tán ngang là 72. Tán ngang là 44. Hình góc này là 78. Dạ, mã số 8D cũng 1,2 triệu công ba phí vận chuyển toàn quốc luôn ạ. À.
Cái giờ cũng lúc đầu vậy à? Đủ đầy đủ. Cái Tết nó bò giống các bạn luôn. Về mua lấy bò con lại vậy sống hết cái Tết luôn. Dạ, 1,2 triệu con ba phí vận chuyển toàn quốc ạ. Dạ, anh xin phép đổi cặp. Lùng lực. Dạ, tiếp theo mã số 9D. Chiều cao là 53. Chiều cao là 55. Tế ngang là 82. Tế ngang là 84. Bao la cho Tết được luôn. Thế mình liền thân liền cốt liền cảnh hết nha cô chú. 3 mùa. Dạ, mã số 9D này 1 triệu con bao phiếu vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Dạ, xin phép đổi cặp. Số 10D. Mình gian rồi đúng không? Nên nó rồi. Chiều cao là 89. Chiều cao là 86. Tế ngang là 57. Tế ngang là 79. Dạ, 1,2 triệu cho mã số 10D luôn ạ. Cái xin phép đổi cây. Mã số 11D. Chiều cao là 86. Chiều cao là 109. Tế ngang là 77. Tế ngang là 72. Cái này về mình lấy bo thoải mái luôn nè cô chú. Đủ cho Tết nữa. Đủ luôn. Cúc thờ hương. Dạ mùa ba mùa ra nó luôn. Thấy đẹp luôn. Cặp giống giống nha, để này giống giống nha. Dạ 1,2 triệu công ba phí vận chuyển cho mã số 11D luôn ạ. Rồi con sẽ đổi cặp. Dạ, số điện thoại của con là 0968151439 và cũng là số Zalo của con luôn. Mười hai D. Chiều cao là 117. Chiều cao là 94. Tế ngang là 80. Tế ngang là 78. Ba mùa liền có củ đẹp ha. Cúc thờ hương thì nó có mùi thơm, nhưng cô chú anh chị em mình đặc biệt nấu chỗ bông thì nó sẽ không rụng cánh ở trên cây ha.
bông nó rất là thơm ạ. Và mã số 12D là 1.200.000 con qua phí vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã số 13D ạ. À, chiều cao là 95. Chiều cao này là 96. Tấy ngang là 80. Tấy ngang bên này là 57. Ngủ đi ngủ, cái bo làm giống luôn. Đâu ra. Điều ha, điều cây. Dạ, mã số 13D là 1.200.000 con ba phí vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Dạ. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 14D, cái này là cây Phú Tân luôn nha cô chú. Cái Phú Tân ba mùa luôn nhỉ. Chiều cao là 120. Tán ngang là 101. Phú Tân. Không cánh đẹp. Mình cao. Mình gốc cái này là 20. Phú Tân ba mùa. Ngủ. Điều điều. Chơi ngủ điều, tại nó Phú Tân nó nụ nó nhỏ cái mà con lá ra thì nó nở bông nó mới bự. Không nhiều. Đó thì nó nhỏ hơn Phú Giao Hữu Đức xíu à. Mà cánh khác điều. Dạ, mã số 14D cây Giao Hữu, cây Phú Tân ba mùa này con xin phép giao lưu là 1 triệu con ba phí vận chuyển toàn quốc ạ. À rồi, ok. Bông đẹp không? Ánh sáng đẹp. 2 4 6 7 8 9 10. Mã số 15D. Chiều cao là 121. Tấy ngang là 91. Hành gốc. Hành gốc là 17. Đủ điều cho Tết luôn. Phú Tân thì nụ nó nhỏ nhỏ gì mà là hơi Tết nè cô chú chị. Dừa. Lợi nó là gì đó. Dạ, mã số 15D này con giao lưu là 1 triệu mốt con ba phí vận chuyển toàn quốc ạ. À. Phú Tân ba mùa luôn. Dạ, rồi con xin phép đổi cây. Dạ, mã số 16D. Cũng là cây Phú Tân luôn. Dạ, chiều cao là 115. Tán ngang là 113. Cái này nút nụ là cô chú mình khỏi phải lo luôn ha. Ba mùa. Hành gốc là 14. Nó đang nụ gì á, là đúng rồi. Nhỏ 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 vậy đó. Ồ. Điều cái chuyện. Điều cây luôn. Dạ. 16D này cũng là 1 triệu 2 con ba phí vận chuyển toàn quốc cho cô chú mình luôn ạ. À. Cây Phú Tân 3 mùa 1 triệu 2 16D. Rồi con xin phép đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 17D.
Chiều cao là 91. Tán ngang là 81. Hình nhóc cái này là 15. Lúc ngủ thì bao la đầy đủ. Ngập lên cũng chỉ được. 3 mùa Phú Tân 3 mùa. Dạ 17D này con xin phép giao lưu là 1 triệu 2 con 3 phép vận chuyển toàn quốc cho cô chú mình luôn ạ. Dạ mã số 17D cây Phú Tân này con cũng xin kết thúc cái clip của con luôn. Thì cuối clip con xin kính chúc cô chú mình xem clip vui vẻ và chọn được cây ưng ý. Liên hệ con qua số điện thoại là 0968 151 439 và cũng là số Zalo của con luôn ạ. Dạ con xin chào cô chú.